Xin chào các bạn, bữa nay là Tiun và người cá tai sẽ chơi trò nấu đồ hàng Tết Trung Thu. Trò chơi này là một năm mình chỉ chơi một lần thôi. Trên tay Tiun đang cầm là một cái hộp bằng thiếc. Cái hộp này là mình ăn bánh pizza chay người ta cho mình, thì mình giữ lại để mình chơi là an toàn nhất. Bởi vì cái này nó vừa bự, giống như cái chảo vậy đó, mình đựng rất là dễ. Tai, lấy cho Tiun nước. Dạ. Đổ nước vô cái hộp này nè, nè. Củ này là củ ấu nè, củ khoai từ nè, đậu phộng nè. Và bây giờ Tiun sẽ chơi trò luộc để ăn Tết Trung Thu. Trời ơi, cái gì vậy người cá tai? Dạ. Dạ. Lấy nước chi nhiều dữ vậy, tưới cây hay gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi, trời ơi. Nhiều quá tai. Rồi, dạ. Mới chơi đồ hàng lần đầu tiên trong cuộc đời đúng không? Ừ. Trời ơi, không có kinh nghiệm chơi đồ hàng gì hết trơn hả? Rồi đưa cái cục này cho Tiun. Tiun là có kinh nghiệm chơi đồ hàng mà là chùm. Nó không vừa luôn á. Chùm bá đạo luôn á. Để ngang vô. Rồi bây giờ để lên. Để thẳng. Để lên. Để ngang vậy nè. À. Rồi đèn cầy mình để xuống. Ở đây là đèn cầy, là mình mua 2 bịch đèn cầy luôn. Lấy cho tôi thêm cây dao nữa tay. Dao luôn. Ừ. Để làm chi? Dao để cắt cái đèn cầy vừa. Cái đèn cầy này nó hơi bị cao. Cái dao mà em cũng lấy cây dao đồ hàng luôn hả tay? Cây dao nhỏ xíu vậy luôn đó hả? Cây dao mà bằng cây đèn cầy luôn đó các bạn ơi, hay á. Rồi đo cây đèn cầy coi, lấy này ra đó. Làm cái này là mình phải có sự tính toán đó, nó bị cao quá rồi, bây giờ mình cắt làm sao. Ê, cắt làm sao mà vừa phải thôi. Dưới đây ừ, cắt ở dưới ừ. Nó cao như vậy đúng không? Ừ. Thì mình nó bị dư một khúc này đúng không? Ừ. Thì mình cắt một khúc này thôi nè. Đây. Thấy không? Ừ. Thấy. Biết cắt không vậy? Trời ơi. Cô chừng cắt vô tay á nha tay. Rồi. Sao? Ok. Rồi. Bây giờ em hơ lửa vô đít cây đèn cầy đi rồi cho dựng đứng vô đây. Bây giờ em muốn nấu bao nhiêu ngọn lửa? Mấy ngọn lửa cũng được. Ừ. Vậy đi. Và chơi đồ hàng á cũng dễ bị làm cho cháy nhà lắm á. Hơ lửa nè. Rồi ghim chắc nha. Em mà làm sao mà em luộc mà khoai chín mà nước sôi là thành công, mà em làm mà không được là coi như là em nấu ăn quá dở. Hồi nãy là em làm đổ nước ra chỗ này nên bây giờ nó ướt rồi. Em coi em xử lý cái tình huống này cho Tiun coi. Bây giờ làm sao? Ây da. Không được rồi. Em khéo tay dễ sợ, em bở ra nè. Ây da. Hay em quay phim đi Tiun làm cho. Ừ. Ok, Tiun làm nha các bạn. Okay. Các bạn coi học hỏi nha. Chải ra như này. Rồi. Bây giờ nấu nha. Đáng lẽ là em phải nấu á. Thấy chưa? Thấy nấu nước, nướng đồ chuyên nghiệp chưa? Hả? Ok. Chiếu xuống cho mấy bạn coi. Này các bạn thấy không? Nấu ra mấy cái nữa kìa. Rồi, coi chừng nào nước sôi nha. Nước sôi rồi mình bỏ khoai vô nha. Mà nấu hết đống khoai này các bạn nghĩ là bao lâu thì mới xong đây hả? Bây giờ nước lâu sôi quá, mình thêm đèn cầy đi. Tiun làm là ok rồi đó. Bây giờ em gỡ ra, em tắt hết lửa. Ừ. Rồi em làm cái tạo cái khoảng cách giống như Tiun vậy nè, thêm nhiều ngọn lửa thì nước nó sẽ mau sôi hơn, hiểu không? Ok. Làm cho chuyên nghiệp cắt nha.
coi bàn tay khoét tay không ha. Kỳ này cắt một nấm luôn hả? Em tính đốt nhà hả? Làm gì nấu nhiều dữ vậy? Trời ơi. Nấu lần chục cây luôn hả? Hồi cháy đen cái chảo luôn à. Nè, cái cục gạch này nó có cái rãnh sẵn rồi nè. Nè, có cái lằn nè, thấy không? Em để vô cái, em canh ngay đây nè, nó bằng hết ở chỗ này. Rồi em cắt xuống một cái đây là nó đều hết. Hiểu không? Thứ nhất không? Ờ. Sao em cắt lên cao vậy? Chết chà. Sau khi người cá tay đã cắt xong đèn cày, bây giờ bạn ấy bắt đầu châm lửa một cây đèn cày mồi nha. Rồi ha. Bởi vì tuy là trò chơi nấu đồ hàng thôi, nhưng mà đâu phải dễ nấu các bạn. Người lớn có kinh nghiệm rồi làm mới an toàn đó, các bạn thấy không? Ở trên YouTube Tiêu Anh thấy có bạn chuyên dạy mấy chị em nấu đồ ăn bằng đèn cày á. Các bạn coi bạn ấy nấu, các bạn thấy như vậy á, chứ hả, tới phiên mấy bạn nấu là cháy nhà như chơi. Bởi vậy chơi cái trò này là phải nấu ngoài đường, chứ trong nhà là nguy hiểm lắm. Bạn người cá tay nè. Thôi em để sát sát như vậy à. Em để dọc lên phía trên này nè, em để ngang ngang ra hồi cái ổng vừa cái chảo. Hay à. Hay à. Cao được một cái. Em cầm đi, rồi Tiêu Anh hướng dẫn cho em lại một lần nữa nha. Em hơ lửa như vậy là tới mai luôn á, nó hết cây đèn cày mà cũng không được. Rồi em chiếu vô quay đi. Quay được. Quay vô trong này nè, hơ lửa sát ngay cái chỗ mà em muốn chấm. Rồi em ịnh vô là nó dính liền, thấy chưa? Được lắm không? Nè, được. Chị có thấy ở đây mặt kỳ không? Dạ, ở đây mặt kỳ nè, nó sẽ chảy ra ngay cái chỗ mà em muốn làm luôn. Thấy chưa, để gần như vậy nè. Em thấy được chưa? Được rồi. Em bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi hả? 9 tuổi đúng không? Đốt 9 cây đèn cày luôn. Bởi vì nấu ăn bằng đèn cày là một nghệ thuật mà. Em đã thấy nghệ thuật chưa? Rồi đó. Em có kinh nghiệm rồi đúng không? Em hơ nóng ngay cái chỗ mà em muốn nấu luôn, em hiểu rồi đúng không? Mà phải giữ khoảng cách chứ không là nó gần nhau quá nè là hồi đèn cày cháy hết. Rồi xong rồi, bắt đầu 2 4 5 6 7 8 9 10, cho em 10 tuổi luôn. Wow. Rồi các bạn xem nha, bây giờ là Tiêu Anh đã làm xong bếp lửa bằng đèn cày rồi, lửa cháy rất là mạnh, rất là đã, cực phê. Các bạn nhớ chơi trò chơi này ở ngoài nha, chơi trong nhà trò này là không được đâu nha. Nấu ăn bằng đèn cày là mình phải nấu bên ngoài. Cái chảo nhôm này rất tốt, nước bắt đầu nóng lên rồi nè các bạn, khói đã bốc lên cao. Fire in the hole, nước sôi rồi nè các bạn, thấy không? À, bây giờ là các người cá phụ Tiêu nấu ăn, chỉ có người cá tay thôi. Và ở đây là có sẵn mấy người cá đang chờ ăn Tết Trung Thu nè. Đó, có sẵn người cá Britney đang ngồi chờ sẵn luôn nè. Rồi có người cá Harley nữa, người cá Harley chưa biến hình nữa.
Rồi có người cá si mi nữa, nhảy cà tưng trên cầu thang vậy. Trời ơi, người cá mà nhảy như vậy là té lòi họng ngang. Người cá nữa nè. Người cá mới nữa hả các bạn? Người cá này mới xuất hiện hôm nay luôn đó nha. Mình mới phát hiện luôn á các bạn ơi. Tay lần sau em rút kinh nghiệm nấu ăn, nấu uống cũng làm sạch sẽ cho anh nha. Em coi em mới cắt mấy cây đèn cầy thôi mà em làm giống như là gì vậy, bình địa vậy đó. Xả rác tùm lum à. Rồi, nước đã sôi lên rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, nó tươi xanh quá nha. Không có để ngón tay như vậy khi cắt đèn cầy. Nguy hiểm quá em. Ây da mấy bạn người cá ơi. Thôi anh sẽ cắt đèn cầy mẫu cho em coi. Bây giờ em bỏ đậu vô, à bỏ khoai vô luộc trước đi. Nè. Thôi anh chỉ em cắt đèn cầy. Nè 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 nè. Bỏ khoai vô luộc. Mấy cần thêm nước hết rồi anh. Cần thêm nước không? Cần. Vậy thêm nước đi. Rõ ràng nước rồi. Rồi ok 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 cái thu nhôm của bánh pizza này chơi rất là tuyệt cho các bạn. Các bạn có thể giữ lệ chơi vô hoài luôn. Hơi bị nóng quá, tay mọi người bên tay quyết ly. Nghe mấy cái này nè. Em để vô để làm chân đế. Em để làm cho giữ mấy cái đàn cày nó cứng lại không? Đúng rồi. Vậy đi. Vậy là con trái. Rồi, để vô. Ê chín rồi nè tay ơi. Tại da nấu quá vậy. Trời ơi. Em nấu mà nó cháy sắp đèn cày ra một đống giống như bãi rác trong mây vậy đó. Biến hình đi. Rồi cắt tay rồi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình thử coi đậu chín chưa nha. Ê da nóng quá tay. Tay đậu nóng quá nè. Cuốn ra nó. Nó nói gì lâu dữ vậy. Rồi thử nè cho các bạn coi nha. Nó nói gì lâu dữ vậy. Nè, tách ra ăn thử cho mấy bạn coi con ngon không? Ủa đúng không? Rồi, đậu chín thiệt luôn rồi đó. Bốc khói luôn á. Nấu nãy giờ là hết một bịch đèn cầy luôn rồi các bạn. Ngon á. Ngon không? Ngon á. Nấu đậu con. Ngon á. Trời ơi. Bưng ra mời mấy người cá đi. Làm đưa lên đi. Nè. Nóng đổ nước ra. Đổ chúng người cá là luộc người cá luôn á. Chơi đồ hàng á. Mà không có kinh nghiệm á, chơi thấy nó dơ lắm. Chỉ có chơi ngoài đường. Đáng lẽ đổ vô cái đàn cày đó đúng không? Rồi nè. Rồi mời mọi người ăn đi. Rồi chúc mừng Tết Trung Thu các người cá nha. Rồi mời các người cá ăn thử nha. Rồi mấy người cá ăn thử rồi. Các bạn thấy làm người cá vui không các bạn? Ngon quá. Ăn củ khoai đi coi nó cứng không. Rồi, bây giờ đèn cày nó chảy ra hết rồi. Nó kiếm đèn cày lên lẹ để mình chuẩn bị một cái bếp mới để mình nấu món mới, công thức mới. Ghim vô.
nhanh đi tay. Lát mình bà cầm ba cái giường ba. Trời dễ thương quá hả? Đi ôn, đi ôn. Dạ. Bà vô 100 đi coi. Vô 100% nha. Em uống được rượu. Ngon ha. Ok, chờ một tiền chút cá nha. Tiền cá. Dạ, để hồi em uống, để em phục vụ xong rồi em cũng vô chơi luôn. Chương trình nấu ăn với bạn người cá tai vui quá nè. Trời ơi, em không anh phụ là em làm vậy luôn á hả? Em làm cái bếp giống như cái thùng rác vậy đó hả? Cái này ngâm cả ngàn năm rồi đó, mình mới cho vô uống. Rượu ngâm cả ngàn năm dưới đáy biển luôn hả? Dữ vậy luôn á. Nó đang mềm nè, em cứ ghim vô. Em ghim vô, em gắm vô. Tiên ơi. Dạ. Tiên cá lên bờ chơi trung thu. Tiên cá lên bờ chơi trung thu đúng luôn. Hồi nãy cái này nó mềm rồi, em chỉ cần ghim vô thôi là nó dính à, chứ em đâu có cần hơ lửa nữa. Có kinh nghiệm rồi đúng không? Rồi bây giờ em bắt bếp lên đi. Rồi bây giờ là hồi nãy mình nấu luộc khoai, luộc đậu, luộc củ bằng nước lã rồi đúng không? Bây giờ đổi qua chiêu mới ha, chịu không? Luộc bằng Coca Cola, ok. Rồi ba người cá sướng quá à. Làm người cá sướng quá các bạn ơi. Ai? Oh. Rồi em bắt lửa lên đi. Ok. Nhanh lên nha. Bắt lửa vô cây đèn cày. Rồi lấy cây đèn cày đó hơ lửa. Đúng rồi đó. Cái này là mỗi năm em phải mỗi chơi em mới có kinh nghiệm nhiều. Có khi nào vô Coca nó nổ không ta? Ô, soi kìa. Trời ơi, soi kìa. Nóng vậy hả? Cô mở mắt ra đi cô. Chiều mới nha. Rồi. Rồi, hồi không biết ăn được không đây. Ồ, lửa lên sôi lẹ nha kìa các bạn ơi. Coi kìa. Tay tránh ánh sáng cho mấy bạn coi coi. Rồi, để coi hồi đưa cho mấy người cá bên này ăn thử coi thế nào. Hồi nãy mấy bạn ăn củ mấy củ khoai luộc nước ăn thấy được không? Ngon. Chuẩn bị cho các bạn ăn khoai luộc theo phong cách mới nha, luộc Coca-Cola nha. Wow, sướng. Đây, sắp chín luôn rồi, các người cá chuẩn bị thử nha. Wow, khói bốc lên cao quá nè. Tay đang làm gì vậy? Đang có hình, tao đâu có gì vậy. Có hình nên tao mới nhìn vậy thôi. Ê, luộc cái này là xong rồi, em cắt chi nữa vậy? Tay. Lỡ tay đâu, khỏi coi vậy sao? Tay, đủ rồi, khỏi cần. Tiêu anh thấy lửa đủ rồi, tay. Em tính đốt tiêu anh. Em tính luộc tiêu anh luôn hay sao vậy tay em? Mà em lấy nhiều đèn cày quá vậy, đủ rồi. Đúng rồi. Người cá không hết chân rồi mà còn nói vậy luôn. Dạ. Cảm ơn người cá Harley nha. Rồi, cũng ly nào. Cheers. Mình nói gì đây? Nước này chua chua ngọt ngọt thơm thơm nồng nồng. Cái này chỉ có người cá mới được. Cả ngàn năm mới có một lần mới chỉ mới dành cho người cá thôi đó. Nước này dành cho người cá thôi đó. Người cá, mời người cá Britney giới thiệu về loại nước này nhé. Nước này làm từ gì ạ? Nước này làm từ thiên nhiên trái cây, từ mơ Hà Nội. Mơ mà ra một đống nước vậy luôn hả chị? Còn có gì nữa không? Mơ và mật ong. Mơ và mật ong nha các bạn, đã tạo ra loại nước dinh dưỡng đặc biệt dành cho người cá thôi nha.
Uống nữa nào. Quá đã. Cho thêm một ly nữa. Em lấy cái gì em thử cái độ nóng của nước coi. Không có cái gì để thử hả? Để cái lá gì vô cho nó coi lá nó héo không? Làm viên cá ở nhà thôi à. Lá chưa héo. Cái lá héo em để vô nó héo sẵn rồi, chưa gì chưa héo. Cái lá tươi để vô héo mới đúng. Thôi để ngón tay em vô đi là hợp lý luôn. Chuyên nghiệp á, hát chuyên nghiệp. Sao? Sao bị phẫu luôn á kêu. Nóng lắm hả? Ây da, nóng thiệt á các bạn ơi. Vô đi, vô. Ây da. Vô tiếp. Ra nguyên dĩa trái cây mới nữa. Làm tiếng cá sướng ghê luôn á. Dạ. Uống hết đi, châm ra cái gây quá trời. Rồi bây giờ cũng ly 100% với các bạn người cá nha. Chúc các bạn cũng sớm trở thành tiên cá nha. Bơi không bao giờ mệt nha. Tạo được hai lớp sấy trong nước nha. Nín thở hơn 5 phút nha. Wow. Người cá tai ơi, nó chín gần tắt lửa luôn rồi. Thôi dọn xuống cho mọi người ăn đi người cá tai. Rồi tắt bếp luôn đi. Đây là món khoai đậu củ luộc với Coca-Cola nha các bạn. Món mới chưa từng có ai ăn bao giờ. Đây cũng là một món mới 1000 năm mới xuất hiện. Ôi. Cái nước Coca-Cola mà nấu sao ra tưởng giống như là nước gà tìm thuốc bắc luôn rồi các bạn. Ngon quá. Bây giờ tôi đổ nước. Rồi tôi cũng phải ăn thử. Rất là ngon. Thật sự là mấy cái này là cũng đã nấu chín rồi. Bây giờ là mình chỉ hâm nóng lên thôi à. Rồi bây giờ thử coi cái hương vị nó như thế nào. Cái mùi hết Coca luôn. Bây giờ mình dọn lên bàn cho mọi người ăn. Trời ơi. Các bạn ơi, người cá Britney. Cầm vô cái này, người cá Britney dơ luôn nè. Các bạn nhìn dưới đít của nó nè. Nó đen thùi lùi. Người cá Britney không biết. Làm dơ da cá luôn rồi. Các bạn cẩn thận nha. Cái này nó dơ thiệt đó chứ.